Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay bên mình sẽ làm một cái video để giới thiệu những cái khúc gỗ gõ đã được xuất bán đi về những cái miền rất là xa xôi của Tổ quốc, đi Long An, đi Đắk Lắk. Như khúc gỗ Nu Chun trên màn hình các bạn đang xem, Vân Nguyễn đã quay video cho các bạn cách đây khoảng tầm 2 tuần đúng không? Thì khúc này đã được một vị khách hàng đến từ Long An cực kỳ yêu thích, do đây là một khúc nu toàn phần luôn, gõ đỏ nu toàn phần luôn, rất là đẹp. Vân phải nói là rất là đẹp luôn. Thì đã được sự ưu ái của khách hàng đến từ Long An và bây giờ sẽ chuyển lên xe hàng và gửi đi. Thời gian giao hàng thì chắc tầm mất 3 đến 4 ngày sẽ tới nơi và lái xe vận chuyển đến chợ. Thì khúc gỗ đã được chất một cách rất là gọn gàng, ngăn nắp lên trên xe ô tô rồi, bây giờ chỉ đợi đi thôi. Đấy, thì các bạn thấy rằng bây giờ mua hàng dễ nhỉ, cứ yêu thích là gửi đi xe chợ, okay, chạy toàn quốc luôn. Và tiếp theo một khúc nữa là khúc gõ, gỗ gõ, khúc gỗ gõ, nhưng hàng này nó là hàng sẻ chiếu, rất là nạt, rất là Rất là vuông vắn đấy, nó đang bơi nhà bà. Và dài, khúc này dài trên 2m6, mình cũng không nhớ lắm vì tầm này cũng khá là tối rồi, 6 giờ tối, xe chợ đã chất đầy 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 hàng hóa luôn rồi ấy, không còn cái khe nào để mình chất nữa ấy. Nên thành ra là phải dỡ bớt hàng hóa xuống, sau đó cho khúc gõ gõ lên và gửi đi Đắk Lắk nha mọi người nhá. Thì cũng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả các khách hàng ở trên toàn quốc đã tin tưởng và trao cái niềm tin của mình đến với kênh đồ gỗ của Vân Nguyễn và đến với xưởng gỗ của anh Công để có thể tuyển lựa chọn được những cái sản phẩm ưng ý nhất từ các loại gỗ. Đấy, thì nói có sách mách có chứng, Vân Nguyễn tải video lên cho các bạn những cái pha giao hàng hóa phải nói là đặc biệt như này để mọi người thấy rằng là đúng là người ta rất là tin, người ta mới mua đấy, chứ không phải tự dưng mà người ta mua. Và cửa hàng là thực, người thực, việc thực, sản phẩm đẹp đó. Thì ngoài ra bên xưởng còn khá là nhiều những cái sản phẩm khác nữa, thì nhân tiện đây Vân Nguyễn cũng muốn giới thiệu cho các bạn hai cái sản phẩm giá bình dân, bởi vì là hôm nào cũng quay toàn những là gọi là gì nhỉ, siêu phẩm rồi đắt tiền rồi Nu Chun. Thế thì bây giờ đóng đồ nội thất người ta cũng cần những cái nhỏ nhỏ này, những cái nó bình dân thôi. Thì mời các bạn đến với hai khúc gỗ gõ MS04 và MS05. Vân Nguyễn đã ghi cái số đo ở trên mặt trước của khúc gỗ rồi. Bây giờ Vân Nguyễn quay bốn mặt cho các bạn xem, để nếu mà các bạn thấy ưng ý thì các bạn cũng có thể mua những cái sản phẩm rất là bình dân này. Nghĩa là không phải cứ gỗ gõ là nó đắt tiền, những cái Nu Chun thì mới đắt, còn như những cái này thì nó cũng bình dân thôi. Đây, cái khúc này là một bè 81cm, một bè 70cm đấy. Đấy, chiều dài, chiều rộng, kích thước, trọng lượng là Vân đã ghi hết ở đây rồi. Thì những cái khúc mà nó đơn giản như này thì bên Vân Nguyễn sẽ không tiến hành cưa để xem vân, cũng không tiến hành cưa để xem vân đâu. Mà thực tế là những cái khúc này nó giống như những khúc gõ khác, vân đẹp, bình thường, nó không phải là cái dạng vân rối, nhưng mà vân rất nhiều. Đấy, như cái khúc này dài 2m7, 64-55, MS05. Nó hơi méo méo một tí, nhưng mà đổi lại những cái khúc méo méo như này ấy, bên trong ấy đưa lại vân nhiều lắm. Tóm lại là gỗ gõ đẹp mà các bạn ạ, vân ưng gỗ gõ lắm. Quan trọng là túi tiền mình có phù hợp không thôi. Nói là nó là bình dân trong dòng gỗ gõ sang thôi, chứ còn nếu mà so với các loại gỗ gọi là ở level thấp hơn gỗ gõ thì nó vẫn là đắt tiền. Đấy, nói chung là như thế. Đấy, thì cái gỗ MS04 với MS05 này, giá của nó ngoài đầu 30. Thì các bạn gọi là 3X ấy. Các bạn yêu thích thì các bạn có thể gọi điện thoại cho anh Công để liên hệ để mua những cái sản phẩm này các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.